Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có dịp về Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, có ghé chỗ nhà của anh Sang và có review một số cây kiểng và có báo giá chi tiết từng cây luôn nha bà con. Rồi mình đi vào trong mình review chi tiết luôn. Rồi chào anh Sang nha. Chào Quốc. Cảm ơn bà con đã xem kênh. Hôm nay em có 4 loại mặt hàng: chiếu thủy, khế gân, kiêm quýt và cần thân giao lưu. Xin liệt mã số 1, gồm có 3 cây. Mai chiếu thủy lô này hầu như là da đen, nhưng mà em sẽ bán theo mà da xanh. Nếu da đen bà con nhờ, cũng có thể cái lô này lẫn lộn 1-2 cây lá nhỏ, nhưng mà kể lá lớn. Mã số 1 kết hợp 3 cây. Quanh vị trí 23, cao 10cm. Dạ. Hoành vị trí 26, cao 15cm. Dạ. Hoành 24, cao 20cm. Dạ. 3 cây kết hợp, cắt phôi, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Đọc số điện thoại luôn anh. Số điện thoại, Zalo là 0936763 con số 7, số 1. Nơi đây là xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Mã số 2 kết hợp 2 cây. Hoành điểm này là 29. Yeah. Cao khoảng 10cm. Hoành điểm này là 30. Cao khoảng 20cm. Kết hợp 2 cây. Mã số 2 là giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 3 kết hợp 2 cây. Hoành 36. Cao. Hoành 29. Cao. Kết hợp 20 ha. Kết hợp 2 cây. Dạ. Giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc. Dạ. Đổi phôi. Mã số 4. Kết hợp 2 cây. Chiếu thủy bán theo da xanh và da đen bà con nhờ. Lá lớn. Hoành 36. Cao 20cm. Hoành 33, cao khoảng 20cm. Mã số 4 kết hợp 2 cây. Giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc. Mã số 5 kết hợp 2 cây. Hoành trên 30. Cao 30. Hoành 33. Cao 20cm. Kết hợp 2 cây. Giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 6 1 cây. Hoành điểm này là 47. Cao khoảng 20cm. Đế nạt. Mã số 6, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc. Đổi phôi. Trời, đổi rồi. Mã số 7. Cao là 669. Xin lộn. 61. Cao 61. Hoành vị trí điểm này là 30. Dạ. Cổ già gất nu luôn. Chiếu thủy này cổ già gất nu. Mã số 7, giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi.
mã số 8. Cây này khéo cây. Cao là 42. Dạ. Hoành vị trí là 33. Dạ. Mã số 8 giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 9. Cao là 49. Yeah. Hoành vị trí là 36. Yeah. Mã số 9 giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Đọc số điện thoại lần nữa anh xem. Số điện thoại Zalo là 0936 76 3 con số 7 số 1. Nơi đây là Tân Hòa, La Dung, Đồng Tháp. Mã số 10 kết hợp 2 cây. Cao vị trí là 69. Cao vị trí là 62. Hai cây rất giống nhau ha. Tương đối. Hoành điểm này là 17. Yeah. Cây này cũng tương đối. Cây dáng thú. Để giá mềm cái hai cây này đi. Mã số 10 kết hợp 2 cây giá 2,4 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Số 11. Cao là 53. Hoành điểm này là 15 cứng. Yeah. Cây giang thú, đế nở, đế nạt, rễ khích. Mã số 11 giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 12. Cao vị trí này là 71. Hoành điểm này là 25. Yeah. Ở nơi đây, ở chỗ này nè, có cái chỗ cái hối này anh tí. Hơi mục chỗ này anh tí. Đâu ảnh hưởng anh? Ảnh hưởng chút ít. Rễ này, rễ thân cây rất cổ, xù xì, già. Lô chiếu thủy này rất cổ kính. Mã số 12, giá 1,6 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã 13 khế gân. Cao là 34. Nếu lấy điểm này là 31. 31 yeah. Điểm này. Ghế chụp. Mã số 13 giá 1,000,000, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 14. Cao là 23. Hoành là 27. Ghế nơm chụp. Đế liền. Tương đối liền. Chứ tương đối mức trung bình. Mã số 14 giá 1,000,000, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã 15. Khế gân. Cao vị trí là 39. Hoành là 34. Yeah. 34 điểm này. Nó chàng cái này. Thật ra nó không tới 34. Đo một vị trí cho nhanh. Mã số 15 giá 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. 16. Cây dáng thú, dáng nghiêng, ghế chụp nạt. Cây này đế khá. Nghiêng vị trí là 39. Hành là 29. Yeah.
mã số 16, giá 1,6 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 17, cái gần luôn, cao là 30. Hoành là 29. Cây dáng thú một tí, rễ khéo, thân lắc lượng, cành múa, cây khéo. Mã số 17, giá 1,8 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 18, cao là 36. Hoành 30. Đế nơm có đuôi, lắc múa, cây này khéo. Mã số 18, giá 2 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 19, kim quýt. Lô kim quýt này gồm có 6 cây nằm chậu rất lâu, rất cổ già, mặc dầu là nó không có sắc nét, bán giá mềm luôn. Cây này lâu lắm rồi. Cao là 42. Hành là 24. Mã số 19, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc, không chậu. Nếu chậu, có chậu thương lượng. Nên bỏ bầu lại ha anh. Là bầu lại. Mã số 20, chậu rút gần vô cho thời gian cho nhanh chút xíu. Mã số 20, bỏ người qua bển nữa. Mã số 20, nghiêng là 52, hoành là 16, củ này to, củ đặc, củ là 32. Mã số 20, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc, không chậu, đổi phôi, nếu chậu thương lượng. Mã số 21, cao 39, hoành là 24. Đế lực. Mã số 21, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc, không chậu, nếu chậu thương lượng, đổi phôi. Mã số 22, cây này có cái đầu giống như đầu lân, cao là 59. Hoành là 21. Cây này rất già, lâu năm rồi. Mã số 22, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc, không chậu, nếu chậu thương lượng, đổi phôi. Mã số 23, cao 54, hoành tổng vị trí điểm này là 25. Mã số 23, giá 1 triệu, ship không chậu toàn quốc, nếu có chậu thương lượng, đổi phôi. Mã số 24, cao vị trí là 64, mười năm ly, dáng hơi thú tại chưa móc xuống, bắp to. Mã số 24, giá 1 triệu, ship toàn quốc, có chậu thương lượng, đổi phôi. Mai chiếu thủy lá nhỏ, nơi này thường gọi là kim giòn, tùy theo vùng miền. Mã số 25, cao vị trí là 26. Tổng vị trí là 63. 63 điểm này. Cây này rất già, lâu năm rồi. Mã số 25, giá 1,5 triệu, bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 26, cao 32,
Thành quy chế là 26. Củ này rất đặc. Củ này khéo củ, cây này khéo. Tổng củ là 94. 94 điểm này. Dạ. Cây này khéo nè. Đế nở, thân côn, cành bẻ sữa sẵn. Mã số 26 giá 2 triệu. Bao ship toàn quốc, đổi phôi. Mã số 27. Cao vị trí là 34. Nắm tay, này nắm tay, này khó đo quá. Đo nguyên cụm đi. Cụm trên, quanh vị trí 1. 76. 76, 76 điểm này. Điểm này là 109. 109 điểm này. Dạ. Cây này lớn, già cổ. Để giá mềm luôn, tại vì chiếu thủy lá nhỏ là giá này mềm đó. Mã số 27, giá 2 triệu 6, bao ship toàn quốc, đổi thôi. Mã số 28, cây cầm thân. Cao vị trí là 54. Dạ. 16. Củ đặc. 35. Ship cả chậu. Mã số 28, giá 1.8 triệu, ship cả chậu toàn quốc, đổi phôi. Cây cuối cần thân. Cao vị trí là 56. Rồi. Quanh vị trí là 24. Dạ. Cây mã số cuối. Mã số 29. Giá 1.8 triệu, bao ship toàn quốc. Hết em Quốc rồi. Rồi mình chào bà con luôn anh Sang. Cảm ơn Quốc. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ. Chân thành biết ơn, kính chào. Rồi chào anh Sang luôn. Rồi xin chào bà con cô bác đã xem video. Nếu mình đồng ý cái nào thì mình alo anh Sang, mình giao lưu nha bà con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.